xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Chloe Nguyễn USA. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi chợ Aldi ở bên Mỹ nhé. Bắt đầu your hole, let's go. I know that I like to do it cause it's a sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Chợ Aldi ở đằng xa xa kìa các bạn. Chợ Aldi này á các bạn thì cũng cách nhà mình tầm khoảng 5 phút lái xe thôi là tới rồi. Ở chợ Aldi này có đặt hàng online nè. Rồi bạn nào muốn làm việc ở đây thì họ đang tuyển dụng nha. À xa xa đó là xe đẩy á các bạn. Thường xe đẩy ở bên Mỹ á thì thường thì có hai loại. Một là đút tiền vô thì xe đẩy nó mới ra, còn hai là xe đẩy có thể tự động, các bạn mình kéo ra thì nó sẽ ra rồi. Đây là xe đẩy nè, xe đẩy này ăn tiền hay mình để chìa khóa xe mình ở đó và đút tiền ở đây thì tự động cái khóa ở đằng trước nó sẽ bung ra. Nhưng mà các bạn phải chú ý là phải để mạnh rồi rút mạnh nó ra vậy ha. Rồi mình sẽ cầm cái xe, chìa khóa xe của mình, rồi mình đẩy xe ra nè. Xe đẩy của Audi thì sẽ cái tay cầm sẽ là tên của chợ ha. Bây giờ để mình lái xe vô ha. Chợ này á thì chủ yếu là đa chủng tộc và cũng có người Mỹ bên này nữa. Trong đi chợ này rất là nhiều nữa. Ồ, mình sẽ đụng cái cổng, mình đẩy xe vô ha. Ở đây là hàng bán đồ đông lạnh như trái cây tươi cũng bán được ở trong tủ lạnh nè, rồi rau củ salad nè đó. Còn bên tay phải là cũng bán rau tươi và trái cây tươi nữa nha. Còn bên tay phải bên này của mình là có bán bánh mì. Bây giờ mình sẽ đi một vòng chợ cho các bạn xem rồi mình mua đồ ha. Đây là cà chua nè, rồi bơ nè, rồi quả quýt nè. Đó, thường chợ này thì ít khi mà họ bật nhạc nên mình mở luôn cái tiếng cho các bạn nghe ha. Còn chợ nào mình không có nhạc á thì mình sẽ ghi âm thôi, mình không có cho các bạn nghe được. Đó, các bạn thấy không? Ở đằng xa xa đây là rau mình hay mua nè. Mình sẽ mua cho mình coi. Mình sẽ mua bông cải xanh. Bông cải xanh ở đây cũng rẻ lắm, rẻ hơn những cái chợ bình thường đây hay đi. Còn gì nữa không ta? Ở đây có chuối nè, có nho nè, có dâu nè, có đủ mọi thứ hết. Để mình xem có gì nữa không ta. Để mình ra cái xe đẩy nè, mình đẩy tiếp mình cho các bạn coi ha. Xe đẩy của mình đây nè. Ok, để mình lấy cái loại rau này để mình chơi của mình chơi. Xem đây là rau giống như là rau đậu gì á, đậu que hay là đậu rồng hay đậu gì á, mình quên tên cách gọi rồi. Mình không nhớ cái loại cái rau đậu đó, bạn nào biết thì mình dưới phía dưới ha. Còn để mình biết. Còn ở bên này mình sẽ lấy thường mình sẽ mua tỏi ở đây. Mình xem tỏi ở đâu rồi. Đây là bí đỏ nè, ở bên mình đang sắp lễ hội ma quỷ á các bạn nên bí đỏ cũng rất là nhiều. Đây là chỗ hành tây khoai nè các bạn. Nên thường bí đỏ các loại ở bên Mỹ bán rất là rẻ trong mùa sắp đến mùa lễ ma quỷ á, các bạn bán rất là rẻ lên da. Còn đây là quả giống như là dưa chuột tây nè, tiếng Anh là zucchini á các bạn. Trái zucchini á là
như chuột tây á các bạn. Nó bự quá ha. Thường mình mua cái trái này dùng để xào rau ăn cũng rất là ngon, nhất là xào với thịt bò các bạn thì rất là ngon. Thường á, đi chợ này á, thì các bạn nên chuẩn bị, bạn nào hay chợ Aldi á, mấy bạn khác có hay không, mà chợ Aldi á, thì bạn nhớ mang theo túi đựng nha, hoặc là thùng cạch tông cũng được để đựng đồ ăn ha. Chứ chợ này thì người ta không có cung cấp bao ni lông hay là thùng giấy như là chợ Costco hay Sam Club đâu. Ở chỗ này á, thì có bán phô mai rồi thịt rồi các loại thịt rồi trứng, họ có để trong này luôn. Thịt ở đây á, thì mình thường mình không mua là bởi vì cái thứ nhất là thịt không có tươi, cái thứ hai là nó cũng rẻ, nó chất lượng mình không biết như thế nào, mình không hay mua thịt ở chợ này. Chợ này thì mình chỉ mua là một là cùng nước, hai là rau hoặc là trái cây hoặc là kem. Chứ này mà cũng bán nhiều loại cũng rất là ngon luôn. Và chợ bên Mỹ á, thứ nhất là chợ Aldi mình gọi là chợ thôi, nó giống như là một cái siêu thị lớn á các bạn. Đây là rau củ đông lạnh nè các bạn. Đó, mình dẫn các bạn đi coi nó có bán hay như là đồ ăn tây bên này, bỏ đồ ăn tây sẵn á các bạn, mình bỏ vô lò nướng á, chỉ việc nướng thôi là ăn được luôn. Đây là rau quả tươi nè, thì thường mình ít khi mình mua, mình chỉ nếu mình có mua thì mình chỉ mua giống là các loại đậu rồi ngô trộn chung. Lần này mình sẽ mua ngô, cái loại ngô này cũng rất là rẻ. Ngô này người ta bóc sẵn rồi các bạn, bóc hột sẵn rồi nên mua về cũng rất là tiện. Đây là bao bán ở chợ, bao để đựng đồ ăn bán ở chợ này các bạn. Bạn nào mà không có quên á, mà không hoặc là không có biết á, các bạn có thể mua bao ở đây hoặc trả tiền có thể đựng luôn ha. Ở đây cũng có bán đồ gia dụng nữa các bạn, và đồ trang trí trong nhà. Bây giờ mình sẽ đến quầy trái cây ha. Trái cây thì có chuối nè, loại dưa như là dưa lưới nè, rồi dưa hấu. Hồi mà mình nhớ là hồi mùa hè thì họ có bán, nhưng mà giờ họ bán hết, bán dưa hấu và xoài nè, thơm nè. Các bạn có biết mùng tơi bên này á, thì tiếng Anh là gì không? Cho các bạn đoán rồi, tiếng Anh sẽ xé lời, mình sẽ lấy hai hộp nấm ha. Các bạn chờ một chút, xa là măng tây. Sẽ lấy hai hộp nấm nhỏ này. Mình cũng lâu lâu mình cũng rất là thích ăn nấm á các bạn, nên mình hay lấy nấm. Mình sẽ bỏ vô xe đẩy của mình nè. Thường mình lấy đồ như vậy á, mà Tây đã coi thì họ sẽ né ra cho mình lấy ha. Mình cũng vậy các bạn, mỗi lần mình suy nghĩ mình chưa có lấy mình cũng né ra cho người khác lấy nữa. Vậy mới lịch sự, không có ai Việt Nam đẩy người khác để lấy đồ của mình. Bạn nào đoán được Spanish là rau mùng tơi là đúng rồi đó. Có một số chợ là có thể là baby Spanish, có một số chợ là Spanish là giống như rau này giống như là mùng tơi, ăn nấu canh giống như là rau mùng tơi các bạn. Mình lấy thêm loại rau này nữa. Đây là đậu cô que nè các bạn. Bỏ vô cái xe tải của mình. Còn gì nữa không? Ừ.
mấy cái thùng mà bự đó là bí đỏ, các bạn bí đỏ để trang trí ở mùa lễ ma quỷ bên mình á. Thường chợ này á, một á là người ta hay ví là chợ nhà nghèo á, những người mình nào mà kỳ bo á thì thường hay đi chợ này, bởi vì chợ nó bán đồ rất là rẻ, mình lấy tỏi nè, đồ bán rất là rẻ nên cũng rất là nhiều người đến đây, hoặc là nhà giàu á, họ kiếm bao nhiêu tiền á, họ tiết kiệm đó các bạn. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Mình sẽ dừng video tại đây, cảm ơn các bạn đã coi video này. Nếu các bạn thấy video hãy like, share, comment như video này để mình có thêm nhiều lực sẽ nhiều video hữu ích nhé cho các bạn. Bye bye.